Xin chào mọi người đã quay trở lại với Bảo Ngọc và Minh Vũ Tech Review. Hiện nay, các trò chơi trên điện thoại Android ngày càng được đầu tư cả về đồ họa lẫn tính năng. Tuy nhiên thì vẫn có khá nhiều game thủ thích cày cuốc trên máy tính và dẫn đến các phần mềm giả lập được ra đời nhằm giúp các game thủ có được nhiều thời gian chơi và trải nghiệm game mobile được tốt hơn. Như vậy thì cho đến thời điểm hiện tại, đâu là những phần mềm giả lập tốt nhất? Hãy cùng Bảo Ngọc khám phá top 3 phần mềm giả lập Android tốt nhất trong khoảng đầu năm 2021 này nhé! Và đầu tiên là phần mềm rất phổ biến, NoxPlayer. NoxPlayer được đánh giá là một trong những phần mềm giả lập trên PC cho cả hai nền tảng Android và Mac iOS tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ra mắt thị trường Việt Nam đã hơn 5 năm, NoxPlayer đã là cái tên rất quen thuộc đối với cộng đồng game thủ kỳ cựu. Nox đón nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao từ phía người dùng bởi sự ổn định, an toàn, giả lập nhẹ, nhiều tính năng hữu ích và đặc biệt là tốc độ và khả năng tương thích rất tốt với tất cả các game mobile hiện hành tại Việt Nam như là Free Fire, Liên Quân hay là Liên Huyền Thoại. Và hiện tại thì NoxPlayer đang hỗ trợ rất tốt trên hai nền tảng là Android 457 và Mac OS. Ngoài ra thì Nox cũng đã tung ra phiên bản giả lập 64-bit dành riêng cho từng cấu hình máy tính và từng game. Trình đa nhiệm Multi-Driver hỗ trợ chơi đồng thời nhiều cửa sổ giả lập, tương thích tốt với các ứng dụng hỗ trợ treo máy treo game như là Smart PK, Auto Super. Điều này thì vô cùng hữu ích cho bạn khi chơi các tựa game đòi hỏi thời gian cày cuốc như là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Để so sánh thì tính đa năng và hữu dụng trong key set và trình đa nhiệm đang là điểm mạnh của Nox so với các trình giả lập khác. Thanh công cụ bên phía tay phải giả lập Nox cho phép hỗ trợ một loạt các tính năng hữu ích khi chơi game như chụp ảnh màn hình, quay video trong khi chơi game, tính năng trợ giúp thao tác macro, hỗ trợ ghi lại một loạt các hoạt động phức tạp, sau đó tự động thực thi tập lệnh, hỗ trợ đồng bộ hóa thao tác giữa các cửa sổ giả lập, cài, xuất file APK giữa PC và giả lập. Điều này thì mang đến nhiều niềm vui hơn cho những người yêu thích game Android. Nox thực hiện công việc của mình rất tốt và hoàn toàn miễn phí. Và tiếp theo sẽ là phần mềm BlueStack. BlueStack là một trong những phần mềm giả lập Android được dùng nhiều nhất trên Windows từ những ngày đầu nhờ giao diện thân thiện và trải nghiệm khi sử dụng cực kỳ tốt. Và hiện nay thì BlueStack đã phát triển đến phiên bản BlueStack thứ 4 và cải thiện đáng kể so với những đời đầu. Ngay khi chạy BlueStack 4 lần đầu tiên, điều đập vào mắt chúng ta đầu tiên chính là giao diện đã cải tiến, không phải là một chút mà rất nhiều. Nếu bạn đã sử dụng BlueStack 3 thì sẽ thấy rất nhiều khác biệt. Và có một điểm khó chịu đã được khắc phục trong BlueStack 4 chính là ảnh nền sẽ không bị thay đổi ngẫu nhiên như các phiên bản trước. Ngoài ra thì logo các app trên màn hình chính của BlueStack 4 được làm nhỏ lại một chút để giao diện gọn gàng hơn, cho cảm giác có nhiều không gian hơn so với phiên bản cũ nữa. Chưa hết, hệ thống tìm kiếm của BlueStack này đã được làm rõ ràng hơn, giúp người dùng nhanh chóng có thể tìm kiếm được app mình mong muốn. Ngoài ra thì hệ thống còn tự đề xuất các ứng dụng hay là được tải nhiều trên Google Play để người dùng có thể có thêm sự tham khảo trong trường hợp không biết là nên chơi game gì. Và cuối cùng là phần mềm giả lập Droid 4X, một trong những phần mềm giả lập Android tối ưu nhất dành cho các máy có cấu hình trung bình thấp. Droid 4X cho phép bạn chơi game, sử dụng nhiều ứng dụng trên toàn màn hình. Bên cạnh đó, bạn có thể chụp màn hình hay quay video đều được. Có ưu điểm là ứng dụng rất là nhẹ và ổn định, hỗ trợ tốt nên là các máy có cấu hình yếu cũng có thể sử dụng được. Có bàn phím ảo hỗ trợ tốt các game yêu cầu độ mượt khi di chuyển như là bắn súng. Tích hợp nhiều tiện ích như là chụp ảnh màn hình, quay video game, từ đó bạn có thể hướng dẫn lại cách chơi game cho người khác nữa. Và vừa rồi là 3 phần mềm giả lập Android mà Bảo Ngọc cảm thấy tốt nhất và phổ biến nhất hiện nay. Trong số 3 phần mềm này thì cá nhân mình thích NoxPlayer hơn cả. Bởi quả thực, nhà phát triển Nox đã có những nâng cấp đáng giá để Nox trở thành một trong những phần mềm giả lập tốt nhất hiện nay. Vậy bạn có những ý kiến nào khác mình không? Hãy nhanh tay để lại bình luận bên dưới comment nhé. Và đừng quên like, share cũng subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình. Xin chào!